Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đường Nha. Thì các bạn, trước đây thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Mini NFT Stacknet với tên là The Quantum Need. Và thời điểm này thì chúng ta sẽ, những anh em nào mà chúng ta đã min cái con NFT này thì các bạn được mua một cái tên miền với giá 1 đô. Và các bạn bây giờ chúng ta có thể kết nối ví Azen X của chúng ta, hoặc là ví ví nào nhỉ? Nói chung là một cái ví khác nữa đúng không ạ? Của nếu như mà các bạn min, đặc biệt là ví Azenx, chúng ta kết nối vào và sau đó chúng ta sẽ tiến hành min một cái tên miền Starknet với giá 1 đô thôi. Đây thì mình sẽ thử xem nào. Không cả dụng. Đấy. Thì ví dụ như là một cái tên miền thế này nhá, 66. Này không cần dùng nữa. Đây 666968 này. Dụ như vậy, bây giờ mình sẽ mua tên miền này nhé. Và đây thì chúng ta sẽ tên miền này thì anh em sẽ được mua trong 3 năm. Đấy. Và các bạn chọn vào phần nâu thanh I just want on dot man. Các bạn sẽ thêm địa chỉ email ở đây. Nó sẽ hỏi bạn có sống ở Mỹ không. Nếu các bạn chọn là có thì là tạch cái nhá, đừng có thấy chữ yes là cứ vậy mà chọn nhé. Chúng ta nhớ nhé. Điền email ở đây, sau đó thì chúng ta sẽ enter vali email. Rồi lúc này đây thì các bạn sẽ xác nhận lệnh chân ví và anh em thì thấy là phí sẽ là 1 đô nhé. Đây là tên miền Starknet. Starknet ID, chúng ta ấn vào nút confirm cho mình. Bên cạnh phí 1 đô thì anh em lưu ý là chúng ta sẽ có thể là mất thêm một khoản phí nhỏ nữa, cái đây là cái phí mạng. Đang vào confirm. Đây như anh em thì thấy mình sẽ cho anh em xem cái phần mức phí nhé. Đây là cái phí cơ bản này. Đây. Phí thực tế đây. Giao dịch này còn đang pending, anh em nó chưa xác minh xong. Đấy, anh em có thể theo dõi nhé. Và anh em thì thấy là ngay khi chúng ta mua tên miền xong thì ở đây cái tên miền nó đã hiển thị cho mình luôn này, 66968 này. Để mình thử xem là mua thêm được một cái tên miền khác không, với cả là gia hạn tên miền như thế nào nhé. Mình thử xem nào. Ở đây nếu như anh em ấn vào My Identity ấy, ấn vào từng tên miền thì nó sẽ báo cho anh em là cái thời gian của tên miền chúng ta. Ở đây nó sẽ hết hạn vào thứ hai ngày mùng 4 tháng 12 2023. Và để đón một đợt retraining của Starknet ấy, nếu có thì chắc là cũng phải 1 2 năm. Đúng không ạ? Tức là sang tới 2024 là nhanh nhất. Đấy mình nghĩ là như vậy, năm nay thì chắc chưa đâu. Đấy, vì vậy nên các bạn sẽ gia hạn cho mình luôn cái tên miền nhé. Trong lúc ấy thì mình sẽ thử ra một cái tên miền khác xem có đẹp không. Nếu các bạn mua tên miền nữa thì cũng chỉ là giá 1 đô thôi. Đấy, chúng ta có thể trở lại ending cũ mua nhiều tên miền với giá 1 đô được. Đấy, nhưng mà nhìn chung là các bạn cũng không cần mua nhiều, chúng ta chỉ cần mua một cái và gia hạn thôi. Thế đây chúng ta sẽ chọn vào cái tên miền này, chọn vào đây để mình muốn gia hạn này. Thì khi gia hạn anh em thì thấy là cái thời gian gia hạn nó nên tới là chúng ta có thể gia hạn đến 1 năm và giá là 0,09 ETH, rất là căng đúng không? Em thấy là giá gia hạn rất là cao. Thì cái này nói chung là cũng tùy tùy anh em thôi. Chúng ta nếu chúng ta muốn gia hạn thì các bạn có thể gia hạn. Không thì cứ để như thế này thôi. Đấy, đấy là tùy anh em nhé, anh em tự chúng ta có sự cân nhắc. Ở đây thì mình sẽ xét cái tên miền này làm tên miền chính đây. Thực ra thì nó đẹp hơn.
thì anh em nào muốn chúng ta có thể xét như mình nhé, thì sẽ mất khoảng 0,6 mấy đô tiền phí, hoặc là em cứ để mặc định cái tên miền mua đầu tiên nó sẽ là tên miền chính của anh em. Đấy, anh em muốn gia hạn thì anh em thấy là giá rất là cao, 17 đô một năm rất là cao. Mà mình thấy là giá gia hạn tên miền ở bên Stacknet là cao hơn hẳn so với các mạng khác. Vậy mình cũng cân nhắc lúc nào có tiền thì mình mới gia hạn, chứ thời điểm này mình cũng không có gia hạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối tiếp vào Stacknet Quest để chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ với tên miền. Đăng ký tên miền thì chúng ta sẽ tiến hành ấn chọn vào Very này. Rồi Very với Twitter và Discord chúng ta mở ra này. Đây mình sẽ mở cái phần profile, cái này khả năng là phần cần mình mở phần profile. Lý do là chúng ta chưa có liên kết tài khoản. Mình xem là có cái chỗ nào để thêm không. Send một document in NFT gì đây. Telnet ID. Rồi. Để xem là có đây kết nối DFP. Không phải cái này. Nhiệm vụ này như thế này này, anh em sẽ ấn vào mũi tên đây nhá. Nhìn thấy chữ Start Verify chưa? Mở ra. Rồi. Đây, ở đây mình xem thêm là đây chắc là mình sẽ liên kết tài khoản Discord ở phần này chính xác rồi. Authorize Verify Discord, xác nhận tài khoản Discord của tôi, mất một khoản phí nhé. Nhìn chung mạng Stacknet này rất là tốn kém. Đấy. Anh em đã chơi mạng này để xác định là tốn tiền. Rồi tiếp theo này, start với tài khoản Twitter này. Bây giờ cũng sẽ liên kết một tài khoản Twitter vào này. Và chắc chắn nó sẽ gần mất phí rồi. Hôm nay Discord còn đang mất phí thì Twitter chắc chắn là sẽ phải mất phí. Đấy, sẽ tầm khoảng cao nhất là 1 đô tiền phí. Còn thực tế là bao nhiêu thì các bạn theo dõi ở trên lịch sử mạng thì sẽ thấy nhé. Đấy, chơi hàng này là hàng tốn tiền rồi. Rồi ở đây thì chúng ta đã liên kết với Discord và Twitter, còn nếu anh em nào thích liên kết với GitHub cũng được. Ok, chúng ta ấn vào nút Verify cho mình. Bạn chưa Verify tài khoản Twitter account. Để mình đoán lại trang. Đây ở đây thì có những follow, mình bật follow luôn để tí nữa nó xác nhận nó nhanh. Rồi để xem nhé, để xem là đã xong được cái Twitter chưa. Twitter vẫn chưa liên kết được đấy anh em ạ. Có thể cái lệnh nó chưa hoàn thành, các bạn chờ một lát nữa nó hoàn thành lệnh. Ý thì cứ trừ thôi nhưng mà chưa thấy gì. Là hết 0,033 tiền đô tiền phí đây. Rồi xong rồi anh em nhé. Đấy thì bao giờ bên này nó có trạng thái tích thì các bạn mới xác nhận được ở bên này. Cái này mình cũng sẽ ấn vào đây. Follow thì follow rồi. Đấy, chúng ta sẽ chờ đợi trạng thái nó được xác nhận nhé. Ngang kìa. Rồi bên này đôn một cái đôn này này, còn cái này thôi, còn cái trên nữa thôi. Và sau một lần lỗi thì mình tiếp tục đi loát lại trang, sau đó mình ấn Verify thì được rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ ấn vào Get Reward để mình claim phần thưởng nhé.
mạng hơi lag một tí, anh em chờ một tí để nó hiện cái phí lên thì cái nút confirm nó mới sáng được. Rồi chúng ta có thể reload lại trang, sau đó chờ để cho nút confirm nó sáng, chúng ta claim. Ta thì nó lại trang và lại nút reward nhé. Ok. Đấy thì các bạn đã claim xong được cái NFT của nó rồi. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mua được một cái tên nền tảng rồi cũng claim được đúng không ạ? Và đây các bạn có thể liên kết GitHub mà nhé, GitHub liên kết vào mất thêm phí thôi. Thì khả năng mình cũng nghĩ đến cái bài toán có khi là mình cũng sẽ gia hạn tên miền thôi, nhưng mà chỉ sợ là em biết là gì không? Chỉ sợ là AROP không được 17 đô thôi. Đấy. Mạng này thì rất là ngốn tiền. Mình cũng nghe nhiều anh em nói là trong tất cả những cái đợt retry tích thì cái mạng này là tương đối tốn tiền, nó không kém nay zero đâu. Rồi ở đây các bạn có thể vào My Profile, người ta thấy là những cái gì chúng ta hoàn thành ở đây. Ở đây còn phần quest. Trong phần quest này thì nó sẽ có mọi thứ cho anh em. Hiện nay thì chúng ta đã hoàn thành được cái quest đầu tiên, đó là cái quest Starknet Profile. Sau này mình sẽ tiếp tục có những cái video, có những bài hướng dẫn cho anh em trên Telegram và trên cái YouTube với dự án Starknet này nữa. Hy vọng là hơi muộn một chút nhưng chúng ta vẫn săn được những đợt retry tích từ Starknet nhé. Ok, vừa rồi thì admin đã chia sẻ đến anh em video hướng dẫn cho anh em tham gia vào các cái dự án Starknet. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.